Cũng trong sáng nay, Quỹ An sinh sức sống mới của tập đoàn BRG và các hãng CBEN trao hỗ trợ 5 cạnh phần quà có tổng trị giá 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân huyện Hòa Phan vượt qua đợt dịch bệnh COVID-19. Các phần quà này chủ yếu là lương thực và nhu yếu phẩm để kịp thời giúp đỡ người dân tại huyện Hòa Phan vượt qua khó khăn, an tâm cùng tình phố đẩy lùi covid-19. Trước đó, tập đoàn BRG và các hàng siêu cũng đã hỗ trợ 600 triệu đồng cho ba quận ngũ hành sơn, sơn trà, liên chiểu trong công tác phòng chống dịch.